Xin kính chào quý đồng nghiệp và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Cũng tiếp lời giới thiệu của bác sĩ Thu Phương thì tôi có cảm giác như là đang chuẩn bị được vào một cái trận bình luận bóng đá hơn là một cái buổi chúng ta giao lưu về tâm điểm ung thư và các tiến bộ trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển. Quả thực thì phác đồ Magic như cái tên gọi của nó. Thực ra thì cái tên gọi này là viết tắt của một số các cái chữ cái đầu của một cái nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu của Anh Quốc và đã chứng minh được cái vai trò tân bổ trợ, điều trị tân bổ hóa chất, tân bổ trợ trong ung thư dạ dày. Thì phải nói rằng là khi ra đời cái nghiên cứu này thì nó cũng theo một cái xu hướng trong không chỉ ung thư dạ dày và rất là nhiều các ung thư khác thì đặt ra vấn đề hóa chất tân bổ trợ để với mục đích là downstaging, khiến cho cái cuộc mổ nó thuận lợi hơn. Và thực tế là các cái con số, các cái số liệu đã mang lại những cái kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên thì khoa học thì luôn luôn là không dừng tại một điểm và luôn luôn như một dòng chảy. Khi chúng ta đang ngồi ở đây thảo luận với nhau về vấn đề này thì có thể giờ này, tháng sau, giờ này, năm sau và nhất là sắp tới thì chúng ta biết là có những cái sự kiện, ví dụ như khoảng tháng 5 thì chúng ta sẽ có những hội nghị hàng năm của Hội ung thư nội khoa ung thư ASCO 2022 thì sẽ có thêm những cái thông tin mới và chúng tôi rất là hy vọng là sẽ tiếp tục được ngồi tọa đàm với các quý đồng nghiệp về chủ đề này và hy vọng là sẽ mang lại những cái thông tin mới hơn nữa, cập nhật hơn nữa về chủ đề này. Trở lại cái chủ đề ngày hôm nay thì tôi cũng có đôi chút bàn luận về điều trị ung thư dạ dày hiện nay và tại sao nó trở thành cái vấn đề nóng như vậy. Thì như chúng ta đã biết thì trên thế giới ung thư dạ dày thì cũng đứng vào hàng các cái ca mắc mới chừng thứ năm trên thế giới với cái tỷ lệ mắc là khoảng 5,6% năm và với cũng chiếm cái tỷ lệ gây tử vong cũng tương đối lớn và cũng xếp hàng trong vòng khoảng 10 cái loại ung thư thường gây tử vong và nó mang lại một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội trên toàn cầu. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ dịch tễ thì ở Việt Nam là nói riêng và cũng là nằm trong cái vùng địa lý của các cái nước châu Á thì có một cái tỷ lệ ung thư dạ dày mắc mới rất là cao. Nếu chúng ta có một cái biểu đồ ở đây, chúng tôi cũng không đưa ra ở đây, thì nó có một cái đường biểu diễn, cái màu biểu diễn rất là tương ứng với cái vùng dịch tễ là cao, tỷ lệ mắc mới là cao nhất. Ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mắc mới của ung thư dạ dày thì cũng đứng vào hàng thứ tư trong số các cái 10 loại ung thư thường gặp. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ phần trăm của tỷ lệ phần trăm mang tính tuyệt đối thì chúng ta thấy tỷ lệ mắc mới của ung thư dạ dày là 9,8% so với cái tỷ lệ của ung thư trên thế giới chúng ta thấy mắc mới chỉ là 5,6%. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là thực sự là ung thư dạ dày, bệnh ung thư dạ dày ở Việt Nam là một cái vấn đề mà chúng ta đặt ra cần phải giải quyết. Cái thứ hai nữa là nó sẽ mang đặc thù địa lý là một cái vùng châu Á và chúng ta sẽ có được cái những tận hưởng, tận dụng những cái ứng dụng của các cái hướng dẫn điều trị thực hành của các đồng nghiệp ở các cái vùng châu Á. Các cái phân loại hiện nay thì hàng năm thì sẽ có những cái phân loại theo TNM thay đổi giữa các cái kỳ họp. Thì phân loại hiện nay theo AJCC8 thì sẽ có một số các cái thay đổi so với AJCC7. Về cái nguyên tắc cơ bản của cái sự thay đổi này thì xuất phát điểm tại sao lại có sự thay đổi thì người ta sắp xếp lại các cái nhóm giai đoạn theo TNM vì người ta thấy là nó có cái sự tác động đến cái thái độ điều trị và cái tiên lượng. Thì chúng ta thấy rằng là cái phiên bản AJCC7 so với 8 thì chúng ta thấy chủ yếu là đề cập đến cái sự khác nhau, khác biệt giữa N. Các chúng ta nhìn thấy ở phiên bản AJCC7 thì đối với giai đoạn T4, bắt đầu T4 từ T4A trở đi thì đã xếp sang loại giai đoạn 3B. Nhưng ở AJCC8 thì T4A nhưng với những cái số lượng hạch di căn ít thì vẫn có thể xếp lên giai đoạn 3A hoặc thậm chí T4B nhưng chưa có di căn hạch thì vẫn xếp giai đoạn 3A. Tất không chỉ ung thư dạ dày và hầu hết các ung thư khác, kể cả ung thư phổi hay một số các ung thư khác, cái việc sắp xếp lại giai đoạn như này, cơ sở đâu là cái sự sắp xếp? Đó là cái sự thay đổi, cái sự ứng dụng về cái cập nhật điều trị. Cái thứ hai là sự thay đổi về các cái thống kê. Người ta sẽ phân nhóm, người ta ghép nhóm giữa những cái giai đoạn mà có cùng tiên lượng, cùng phương pháp điều trị trở thành những cái nhóm mới. Chúng ta thấy rằng là tiên lượng sống 5 năm của cái nhóm dạ dày sau mổ mà T3N3A và T3N3B thì chúng ta thấy rằng là tuy đường biểu diễn của cái nhóm mà N3A thì cao hơn so với N3B mà cùng T3 nhưng sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên cái biểu đồ ở bên phải thì các quý vị có thể thấy là
cùng là T4A, PT4A, nhưng cái sự khác nhau về số lượng hạch vẽ được thì nó mang lại một cái nó tức là số lượng hạch mà có di căn thì nó mang lại cái sự tiên lượng khác hẳn, khác biệt rõ rệt về cái thời gian sống thêm. Cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Bốn cái đường biểu diễn tách biệt hoàn toàn giữa khác biệt giữa từ N0 cho đến N2, N3. Và như vậy thì bài toán đặt ra ở đây là gì? Vậy thì muốn để cải thiện được cái thời gian sống thêm của người bệnh thì câu chuyện là chúng ta phải làm sao để mà downstaging, và nhằm ở đây không phải nhằm trên T mà chủ yếu là nhằm trên N. Chúng ta biết là đối với điều trị ung thư dạ dày thì cái việc mà khống chế được T từ T1 đến T4, thậm chí là gì ạ? Nếu như T4B thì các thầy, các phẫu thuật viên đều có khả năng có thể kiểm soát được tình hình. Chúng ta có thể phẫu thuật các dạ dày toàn bộ và mở rộng. Khi u xâm lấn các cái cơ quan xung quanh thì đều có thể mở rộng được phẫu thuật. Nhưng cái quan trọng nhất là vấn đề vết hạch và vấn đề và các cái số lượng hạch di căn nó thay đổi hẳn cái tiên lượng của người bệnh. Cho nên đây là một tiền đề để đặt ra làm sao để có cái hướng điều trị để giảm được giai đoạn giảm được T, nhưng quan trọng nhất là giảm được cái số lượng hạch di căn sau khi điều trị. Chúng ta nhìn thấy trong cái thống kê này, chúng ta thấy hầu như cái sự thay đổi giữa AGCC7 và AGCC8 sẽ không có nhiều sự thay đổi ở giai đoạn 1 đến giai đoạn 2. Không có nhiều thay đổi, nhưng chúng ta thấy giai đoạn 3A, 3B, 3C thì đã có sự thay đổi do cái sự sắp xếp lại và sự đề cao, sự quan tâm nhiều hơn đến cái vấn đề số lượng hạch di căn, mà đã có cái sự thay đổi về tiên lượng giữa hai cái cách sắp xếp này. Còn đối với giai đoạn 4 thì cũng không có sự thay đổi. Từ trước đến nay thì các cái phác đồ điều trị hóa trị cho ung thư dạ dày thì thực sự cũng không phải là có nhiều các cái phác đồ phong phú như các loại ung thư khác như ung thư phổi. Cái thứ hai nữa là ung thư dạ dày thì chúng ta biết được là cũng như các ung thư tiêu hóa nói chung, phương pháp điều trị cơ bản là phẫu thuật. Chúng tôi thường nói với nhau rằng đối với ung thư tiêu hóa, mổ được, nói chuyện tiếp, không mổ được, cả bác sĩ cả bệnh nhân đều hiểu là mình đang đi rẽ hẳn sang một cái nhánh khác, một con đường nó ngắn hẳn toàn trở lại. Nếu mà nói về lịch sử điều trị ung thư dạ dày thì nó cũng đã được tiến hành từ những cái năm 60 của thế kỷ 20, nhưng nếu mà nói về điều trị ung thư dạ dày hay nói rộng hơn là điều trị hóa chất tại Việt Nam thì phải nói ở ngồi bên cạnh tôi đây là có tiến sĩ Trần Thắng, cũng là thực sự là cũng gạo cội trong ngành điều trị hóa chất. Chúng tôi cũng bắt đầu làm việc cũng cách đây khoảng 20 năm, cũng bắt đầu từ những cái phác đồ đầu tiên cũng rất là đơn giản, thì phải nói là cũng không có nhiều cái sự lựa chọn. Và ở Việt Nam lúc đó thì trên thế giới cũng không có nhiều các cái phác đồ được ứng dụng và thành công trong ung thư dạ dày. Hơn nữa ở Việt Nam thì cũng có hạn chế về các cái hóa chất và cái sự tiếp cận. Thì nhìn chung là từ năm 2000 trở đi thì cũng đã có những cái công thức điều trị, nhưng chúng ta thấy dựa trên nền tảng chủ yếu đó là dựa trên các cái phác đồ có cisplatin, có 5MU và có thể thêm vai trò của taxan. Đến những năm 2010 thì có thêm cái vai trò và nổi bật là nghiên cứu TOGA, đó là việc ứng dụng thêm cái việc mà kết hợp thêm Khatuzumab trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn muộn, kết hợp với các cái phác đồ nền tảng có 5MU và cisplatin thì đã làm thay đổi được cái thời gian sống thêm toàn bộ của bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn muộn điều trị bước đầu có HER dương tính. Tuy nhiên thì nó cũng như một tiếng vang, cũng giống như là những cái điều trị miễn dịch trong các loại ung thư khác, ung thư phổi hiện nay, nhưng cái con số vẫn còn rất là khiêm tốn. Điểm coi các nghiên cứu thì chúng ta nhìn thấy rằng các cái nghiên cứu xuyên suốt từ năm 2005 cho đến đây thì chúng ta thấy nhìn vào cái biểu đồ các cái thời gian sống thêm toàn bộ thì hầu như không có nhiều thay đổi. Chúng ta thấy là cũng chỉ loanh quanh là trên dưới 12 tháng. Và đến cái nghiên cứu như tôi đã kể đến, đó là nghiên cứu TOGA, cái việc mà kết hợp thêm Khatuzumab vào cái phác đồ có 5MU và cisplatin thì có thể đẩy lên được cái thời gian sống thêm toàn bộ lên đến 13,8 tháng. Thì phải nói rằng là trong điều trị ung thư dạ dày khi đã ở giai đoạn muộn thì các cái kết quả điều trị còn rất là khiêm tốn. Những trước kia những cái phiên bản này năm 2014 thì chúng ta thấy rằng là các cái hướng dẫn cũng rất là thực sự là cũng rất là khiêm tốn. Chủ yếu là dựa trên các cái phác đồ mà có 5MU, có cisplatin và có thể kết hợp với anthracycline. Thì và chủ yếu hồi đó thì tại cái thời điểm đó thì cũng chủ yếu là các cái điều trị mà gọi là bộ ba kinh điển, ví dụ như là ECF hay là các cái biến thể của nó, EOX, hay là nhìn chung là thậm chí là những cái vai trò của các cái 5MU đường uống vẫn còn rất là hạn chế. Nói đến ngay như phần đầu chương trình, bác sĩ Phương đã giới thiệu đến phác đồ MAGIC. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là lớn trên khoảng độ 500 bệnh nhân. Đây là một cái tiền đề, người ta cũng đặt ra vấn đề là vậy thì có phải chăng có vai trò của điều trị hóa chất trước mổ
khi mà khối u đã lan rộng. Và ở đây thì cái nghiên cứu ở đây thì chúng tôi nhắc lại về cái vấn đề điều trị hóa chất tân bổ trợ để mà có được cái sự thuyết phục đối với các phẫu thuật viên, vì đây những cái ung thư đường tiêu hóa thì thường người bệnh sẽ đến với bác sĩ tiêu hóa, đến với các phẫu thuật viên đầu tiên, vì trong nguyên tắc điều trị ung thư dạ dày nói chung là điều trị phẫu thuật, nhất ở giai đoạn sớm. Thế cho nên là cái để mà thuyết phục được các phẫu thuật viên nhìn nhận đúng mức về điều trị hóa chất tân bổ trợ không phải là vấn đề đơn giản, thì người ta đã tuyển vào các cái trường các cái ca bệnh ung thư dạ dày giai đoạn có thể đánh giá là màu được resectable, loại biểu mô tuyến, và một phần là các cái trường hợp ung thư dạ dày thực quản đoạn xa, ung thư dạ dày thực quản đoạn nối, vân vân. Thì người ta cũng tuyển vào khoảng 503 bệnh nhân. Trong đó thì cái đối tượng tuyển chọn thì có đến 74% là ung thư dạ dày. Và người ta trong những cái trường hợp này là có ung thư dạ dày có di căn. Và chia thành hai nhánh, một cái nhánh thì điều trị hóa chất 3 chu kỳ ECX, sau đó thì đánh giá có đáp ứng thì phẫu thuật, và sau đó thì điều trị bổ trợ tiếp 3 chu kỳ ECX. Nhóm thứ hai là phẫu thuật luôn. Và kết quả thì người ta thấy rằng là với cái phương pháp này thì người ta thấy có cái chỉ số Arario được là 0.75 P bằng 0.09, tức là cái việc mà điều trị hóa chất tân bổ trợ mang lại cái lợi ích hơn hẳn so với cái nhóm mà chỉ điều trị phẫu thuật ngay từ đầu. Người ta những cái phân tích dưới nhóm thì người ta thấy rằng là làm cho cái tỷ lệ phẫu thuật được là lên 79% so với cái nhóm kia chỉ là 70% thôi. Cái thứ hai nữa là người ta thấy là ở cái nhóm mà điều trị hóa chất tân bổ trợ khi mổ ra thì được tỷ lệ là N0 là 84%, so với cái nhóm mà không điều trị phẫu thuật thì chỉ là 71%. Như vậy thì so với cái xếp loại phân loại mới của AGCC8 ấy, thì chúng ta thấy rằng cái như tôi đã nói là cái việc thay đổi xếp loại này người ta dựa trên cái việc số lượng hạch di căn. Như vậy thì cái việc nếu như chúng ta biến bệnh nhân từ cái chỗ mà có rất nhiều hạch di căn trở thành có ít hạch di căn hơn thì sẽ là gián tiếp làm cho cái kết quả điều trị, làm cái thời gian sống thêm của bệnh nhân sẽ tốt hơn. Như vậy thì nó cũng phù hợp, và người ta thấy là cái tỷ lệ sống thêm 5 năm ở cái nhóm được điều trị thời gian sống thêm mà PFS ấy, là sống thêm không tiến triển ở cái nhóm được điều trị sẽ là 36%, so với cái nhóm mà phẫu thuật đơn thuần thôi là 23%. Bên cạnh đó thì còn có những cái nghiên cứu khác, những cái meta analysis lớn hơn thì người ta cũng thấy rằng là cái việc mà điều trị hóa chất tân bổ trợ đã có những cơ sở để chứng minh rằng là gì ạ, tăng được thời gian sống thêm toàn bộ và tăng được thời gian sống thêm không tiến triển, mang cái tính chất là nghiêng về cái điều trị phẫu thuật điều trị hóa chất tân bổ trợ hơn. Ý nghĩa của nó đó là làm tăng cái khả năăng mà đạt được cái diện cắt R0. Cái thứ hai là người ta cũng thấy là nó không hề tăng cái biến chứng chu phẫu, tức là biến chứng trước và sau khi phẫu thuật, và cũng không tăng cái tỷ lệ đồng tính độ 3, độ 4. Như vậy, ngoài ra còn có một số các cái nghiên cứu khác cũng mới hơn, nghiên cứu như ví dụ như nghiên cứu Prozai thì người ta cũng của Hàn Quốc cũng nghiên cứu trên khoảng 484 bệnh nhân, thì người ta cũng thiết kế nghiên cứu dựa trên các cái thuốc mà thường được sử dụng ở châu Á, ví dụ như là TS1 kết hợp với Docetaxel, thì người ta cũng cho được những cái kết quả tương tự như vậy. Nghiên cứu Spirit, nghiên cứu này thì người ta cũng thấy rằng là người ta cũng chứng minh được vai trò của TS1 đơn trị kết hợp với so với điều trị TS1 kết hợp với cisplatin ở cái giai đoạn muộn, thì người ta thấy là vai trò của cái việc mà chứng minh được. Trước kia thì chúng ta biết TS1 là một sự lựa chọn điều trị đơn trị cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển, nhưng với TS1 kết hợp với cisplatin thì cũng cho một cái vai trò tốt hơn. Nghiên cứu G-Shock hiện nay thì đây cũng là một cái nghiên cứu pha 3, và người ta cũng thấy rằng là chứng minh được cái vai trò của cái việc mà thay thế cisplatin bằng oxaliplatin mang cho cái hiệu quả là không tệ hơn. Vậy thì hiện nay thì các cái hóa trị được thay đổi như thế nào? Nhìn chung thì người ta vẫn dựa trên những cái phác đồ cơ bản, là cái phác đồ mà bộ đôi có platinum kết hợp với 5FU và thêm một vai trò của taxan. Các cái hướng dẫn hiện nay mới nhất hiện nay của ESMO Guideline thì chúng ta thấy rằng là người ta đã cho cái chỉ định điều trị của hóa chất tân bổ trợ sớm hơn rất là nhiều. Đối với giai đoạn 1 T1N0 thì người ta sẽ khuyến khích là những cái điều trị tại chỗ. Nhưng với những cái giai đoạn mổ được thì đã đề cập đến cái vấn đề là hóa chất tân bổ trợ với như tôi đã trình bày, người ta muốn downstaging hơn nữa, làm sao để làm cho cái tỷ lệ mà hạch N0, cái số lượng hạch di căn càng giảm đi thì sẽ đồng nghĩa với cái việc là tăng được cái kết quả điều trị lên. Ở đây thì chúng ta cũng phải nói rằng là để mà có được những cái bước đi dài thì chúng ta phải đi những bước nhỏ. Trước tiên là chúng tôi, những bác sĩ nội khoa, chúng tôi cố gắng thuyết phục các phẫu thuật viên của mình bằng những cái thành công ban đầu, đó là chúng tôi điều trị hóa chất tân bổ trợ cho các cái bệnh nhân có hạch hoặc là T4A
tư vấn B, các anh nhìn thấy trên chẩn đoán hình ảnh, thấy tiên lượng cái cuộc mổ nó khó khăn thì các anh gửi sang bên khoa nội tiêu hóa để điều trị hóa chất tân bổ trợ. Sau đó thì kết thúc điều trị, chúng tôi đánh giá có đáp ứng chuyển sang mổ thì chúng tôi cũng được một cái là làm việc trong một cái cơ sở y tế tương đối lớn và cũng có một cái ekip đầy đủ từ chẩn đoán như là các cái khoa nội soi cũng phát triển. Rồi thì khoa nội khoa ung thư, ngoại khoa ung thư cũng phát triển và chúng tôi có thể là kết hợp, không bị mất thông tin, tức là chúng tôi đều cùng trong một bệnh viện. Thì khi bệnh nhân được chuyển qua phẫu thuật thì chúng tôi đều có thể nắm được các cái tổn thương trong mổ như thế nào. Sau đó thì khi mà bệnh nhân phẫu thuật thành công chuyển về chúng tôi điều trị tiếp, bổ trợ, thì bản thân các phẫu thuật viên vẫn có thể theo dõi xuyên suốt được cái kết quả điều trị của mình. Như vậy thì cái ekip điều trị ung thư tiêu hóa tại bệnh viện ca thì cũng khá là lớn mạnh và chúng tôi phối hợp, các đồng nghiệp phối hợp với nhau. Thì chúng tôi cũng đang hy vọng rằng là từng bước chúng tôi sẽ giúp cho các phẫu thuật viên thấy được vai trò của điều trị hóa chất tân bổ trợ. Và dần dần sẽ tiến đến cái chuyện là sẽ chuyển bệnh nhân điều trị hóa chất tân bổ trợ sớm hơn, bởi vì cũng chia sẻ với các đồng nghiệp là để thuyết phục được các phẫu thuật viên là chúng ta sẽ phẫu thuật, chúng ta điều trị hóa chất tân bổ trợ cho ung thư dạ dày ở những cái giai đoạn sớm hơn thì thực sự là đang vẫn còn những cái băn khoăn, vẫn còn những cái chăn trở. Bởi vì lát nữa chúng tôi sẽ chia sẻ tại sao băn khoăn, tại sao chăn trở. Trước tiên các thầy gửi chuyển bệnh nhân sang điều trị hóa chất tân bổ trợ mới ở cái mức là phẫu thuật tiên lượng là khó khăn thì muốn hóa chất trước để mà làm khối u thu nhỏ, hạch thu nhỏ lại để dễ dàng phẫu thuật hơn. Nhưng chúng tôi kỳ vọng trong tương lai với những sự thành công tiến bộ điều trị trên thế giới và cái sự nỗ lực của chúng tôi để làm sao mà có thể chứng minh được là cái việc điều trị hóa chất tân bổ trợ trong ung thư dạ dày ở những cái giai đoạn sớm hơn mang lại cái kết quả tốt hơn. Và chúng tôi cũng đang có những cái tổng kết để hy vọng trong cái thời gian tới cái nghiên cứu cái tổng kết của chúng tôi dài hơi hơn để chứng minh được rằng là OS được cải thiện. Ở đây tôi dừng lại ở đây nói thêm một chút là bởi vì đối với bệnh nhân, bản thân chúng tôi cũng điều trị hóa chất tân bổ trợ không chỉ trong ung thư dạ dày, ung thư tiêu hóa đâu ạ, còn hóa chất tân bổ trợ trong các loại ung thư khác, ví dụ như ung thư vú. Bệnh nhân sau khi điều trị có được những cái kiểm soát được triệu chứng, có được những đáp ứng tại chỗ tốt, bệnh nhân đôi khi lại từ chối phẫu thuật. Đó là cái rất là khó khăn. Bệnh nhân không quay trở lại với phẫu thuật viên nữa, cũng không quay lại với chúng tôi nữa, hoặc là đồng ý điều trị tiếp hoặc là từ chối điều trị bởi vì người ta đã kiểm soát được triệu chứng rồi. Ung thư vú khám điều trị xong thì được một nửa quãng đường thì u vú đã không sờ thấy nữa rồi. Chính vì vậy mà người bệnh người ta dừng điều trị lại dở dang thì đấy cũng là một cái nhược điểm. Chúng tôi không bằng cách nào mà thuyết phục bệnh nhân tiếp tục lộ trình mà mình đã đề ra. Và sau đó khi người ta quay trở lại với chúng tôi thì lúc đó lại ở cái giai đoạn không còn phẫu thuật được nữa thì rất là đáng tiếc. Cho nên là tôi phải nói rằng là những cái lượt bệnh nhân mà điều trị hóa chất tân bổ trợ của chúng tôi giai đoạn đầu ấy, chủ yếu là những bệnh nhân mà phẫu thuật khó khăn chuyển sang thì lúc đấy cực chẳng đã, đương nhiên là phải điều trị rồi. Vì cái khối u rất là lớn, nhưng nếu như ở giai đoạn sớm hơn, nếu như ở giai đoạn đang được phẫu thuật, nhưng mình điều trị hóa chất xong bệnh nhân hết triệu chứng, bệnh nhân không phẫu thuật nữa, không hóa trị nữa thì điều đấy rất là đáng tiếc. Thì chúng tôi cũng đang dần dần từng bước phối hợp cùng với nhau để làm sao để mà có được những cái kết quả đáng khả quan và có thể thuyết phục được người bệnh. Tuy nhiên thì cái việc mà bệnh nhân không tuân trị thì cũng chỉ là số nhỏ thôi, không phải là phổ biến nhưng cũng là một vấn đề cần phải bàn. Hiện nay thì từ nãy đến giờ thì bây giờ tôi mới vào cái nội dung chính của bài nhóm này, đó là giới thiệu về cái phác đồ FLOT, là một cái phác đồ đang được ưa chuộng hiện nay trong điều trị hóa chất tân bổ trợ và đang được thực hành lâm sàng tại bệnh viện ca. Cái thiết kế nghiên cứu đó là nghiên cứu được thiết kế trên những cái bệnh nhân ung thư dạ dày hoặc là dạ dày đoạn nối, loại biểu mô tuyến, và đánh giá là những cái bệnh nhân này tiên lượng có thể mổ được T2 đến T4, N thì chúng tôi cũng bất kể là có hay không có hạch, và quan trọng là chưa có di căn, tức là M0. Chúng tôi thực hiện cái điều trị này dựa trên phác đồ FLOT bao gồm có docetaxel, oxaliplatin, leucovorin và 5FU với mỗi chu kỳ là với những cái nhịp là mỗi 2 tuần. Thì cái nghiên cứu này đã cho một cái kết quả thì rất là khả quan và nó cũng gọi là hợp với xu thế. Cũng phải nói lại là cái nghiên cứu này thì người ta muốn chứng minh, cũng giống như bác sĩ Phương đã nói, tức là gần như là một cái sự thay đổi, một cái sự gọi là choán ngôi của nghiên cứu magic. Đó là người ta chia thành hai nhánh, một cái nhánh là bệnh nhân được điều trị phác đồ FLOT nhưng 4 chu kỳ, sau đó thì đánh giá có đáp ứng đi chuyển qua mổ, sau đó điều trị bổ trợ 4 chu kỳ FLOT. Còn đối với cái nhánh nghiên cứu cũ thì đó là bệnh nhân vẫn điều trị phác đồ ECF, ESX 3 chu kỳ, sau đó phẫu thuật và chuyển qua điều trị bổ trợ. Kết quả thì thực sự là nó cũng ngoạn mục, nó mang lại cái kết quả là thay đổi được cái trung vị thời gian sống thêm của nhóm điều trị phác đồ FLOT là 50 tháng, so với phác đồ ECX chỉ đạt được 35 tháng, với P bằng 0,05.
0,012 và cái tỷ lệ đáp ứng ở thời điểm 3 năm là 48 với phác đồ ECX và 57 đối với phác đồ FLOT. Tương tự như vậy ở cái thời điểm sống thêm 5 năm thì tỷ lệ sống thêm là 36% ở cái nhóm phác đồ ECX và 45% ở phác đồ FLOT. Về độc tính thì sao ạ? Thì nhìn chung các tác dụng ngoại ý thì nó cũng không có sự khác biệt nhiều giữa hai cái nhóm loại phác đồ này. Tuy nhiên thì phải kể đến là đối với phác đồ FLOT thì tác dụng phụ nổi trội đó là các cái rối loạn về các cái phác đồ FLOT thì phải kể đến, phải rất là lưu ý, đó là cái tỷ lệ mà hạ bạch cầu cũng đáng kể. Đối với phác đồ ECX thì cũng có cái tỷ lệ hạ bạch cầu nhất định nhưng ở mức độ là kiểm soát được. Cái thứ hai nữa là về tỷ lệ tiêu chảy thì cũng có những cái tỷ lệ tiêu chảy đáng kể. Về đáp ứng sau điều trị. Về cái đáp ứng sau điều trị thì các cái phân tích thì đều thấy rằng là cho được cái đáp ứng đáng kể ở cái nhóm điều trị phác đồ FLOT. Bên cạnh đó thì phác đồ FLOT người ta cũng được thiết kế cho những cái trường hợp với cái công thức điều trị thì tương tự gọi FLOT 3 nhưng cho những bệnh nhân mà đã có di căn. Người ta cũng chia thành 3 nhóm, khoảng gần 300 bệnh nhân, 250 bệnh nhân chia thành 3 nhánh. Một cái nhánh là bệnh nhân có cái khả năng mổ được, nhánh thứ hai là có cái số lượng di căn nhưng mà ở mức độ oligometastasis và nhóm thứ ba là bệnh đã lan tràn. Chia thành 3 nhánh thì người ta thấy rằng là có cái sự khác biệt về tiên lượng giữa nhánh A, nhánh B và nhánh C. Thời gian sống thêm toàn bộ cũng khác biệt giữa cái nhánh mà phẫu thuật được và cái nhánh mà có cái di căn mức độ ít và di căn mức độ nhiều thì bằng cái đường biểu diễn này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là về cái thời gian sống thêm thì cũng có sự khác biệt giữa cái nhánh mà nhánh A, nhánh B là cái nhánh mà có cái di căn vừa phải nhưng mà vẫn phẫu thuật được và cái nhánh B mà có di căn cũng số lượng ít nhưng mà không phẫu thuật. Tương tự như vậy cũng có sự khác biệt về cái thời gian sống thêm PFS giữa hai cái nhánh này. Điều này cho thấy rằng là vậy thì ở cái giai đoạn mà di căn nhưng mà số lượng ít không đáng kể thì cái việc mà sử dụng phác đồ FLOT thì vẫn có những cái kết quả hứa hẹn. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là trung vị sống thêm ở cái nhóm mà bệnh nhân mà có tiến triển tại chỗ mà vẫn có thể phẫu thuật được, chưa có di căn là 50 tháng. Nhưng ở cái nhóm mà oligometastasis là 31,3 tháng và ở cái nhóm mà đã có di căn rồi thì tụt xuống dưới 12 tháng như phù hợp với các cái nghiên cứu có trước kia. Thời gian sống thêm toàn bộ 3 năm của cái nhóm mà ung thư dạ dày chưa có di căn là 57% và ở cái nhóm đã có di căn là tụt xuống dưới 10%. Các cái hướng dẫn điều trị hiện nay thì chúng ta thấy là các cái điều trị chu phẫu, các cái điều trị tiền và sau phẫu thuật, cái phác đồ được ưa chuộng hiện nay đó là phác đồ FLOT bao gồm fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin và docetaxel, và các cái phác đồ cũng có thể thay thế thì vẫn dựa trên nền tảng là 5-FU và cisplatin. Và hiện nay thì chúng ta vẫn chờ đợi các cái kết quả nghiên cứu từ các cái hội nghị lớn sắp công bố, đó là cái việc kết hợp thêm các cái điều trị miễn dịch với phác đồ FLOT trong tương lai. Như vậy thì chúng tôi đã trình bày về cái xu hướng mới trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn tại chỗ và sử dụng phác đồ FLOT. Đây cũng là một cái phác đồ mà chúng tôi đang thực hiện tại bệnh viện ca. Trân trọng sự cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý đồng nghiệp và quý khán thính giả.